Chào tất cả các em học sinh lớp 6. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập của bài 1 sách giáo khoa toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1 tập hợp. Trước khi vào giải các bài tập, cô nhắc lại thế nào là tập hợp. Một tập hợp gọi tắt là tập bao gồm những đối tượng nhất định. Các đối tượng ấy được gọi là những phần tử của tập hợp. Người ta thường đặt tên tập hợp bằng các chữ cái in hoa. Mô tả một tập hợp thì có hai cách mô tả. Cách 1, liệt kê các phần tử của tập hợp, tức là viết các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc nhọn, theo thứ tự tùy ý, nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần. Cách 2, nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Các em chú ý, tập hợp N là tập hợp các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, vân vân. Tập hợp N sao là tập hợp các số tự nhiên khác không. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng nhau giải bài tập. Bài 1.1 cho hai tập hợp A bằng ABCXY và B bằng BDITUV. Dùng ký hiệu thuộc hoặc không thuộc để trả lời câu hỏi. Mỗi phần tử ABXU thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào? Các em thấy phần tử A có nằm trong tập A hay không? Chúng ta thấy là tập A ở đây có phần tử A. Do đó phần tử A thuộc tập hợp A. Phần tử A có nằm trong tập hợp B hay không? Chúng ta thấy tập hợp B ở đây không có phần tử A. Do đó phần tử A không thuộc tập hợp B. Các em ghi phần tử A không thuộc tập hợp B. Phần tử B. Phần tử B các em thấy là nó nằm trong tập hợp A. Do đó B thuộc tập hợp A. Phần tử B thì các em thấy là nó cũng nằm trong tập hợp B. Do đó phần tử B thuộc tập hợp B. Phần tử X có nằm trong tập A hay không? Chúng ta thấy là phần tử X có nằm trong tập A, do đó X thuộc tập hợp A. Phần tử X có nằm trong tập B hay không? Chúng ta thấy là tập hợp B không có phần tử X, do đó X không thuộc tập hợp B. Phần tử U. Chúng ta thấy là phần tử U không có trong tập hợp A. Do đó U không thuộc tập hợp A. Quan sát tập hợp B thì chúng ta thấy là có phần tử U. Do đó phần tử U thuộc tập hợp B. Bài 1.2 cho tập hợp U bằng thuộc tập hợp các số tự nhiên sao cho x chia hết cho 3. N viết hoa này là tập hợp các số tự nhiên. Trong các số 3, 5, 6, 0, 7, số nào thuộc và số nào không thuộc tập U? Vậy là tập U bao gồm những số x mà x phải chia hết cho 3. Số 3 có chia hết cho 3 không? Các em, chúng ta thấy là 3 chia 3 bằng 1, do đó số 3 chia hết cho 3.
Vậy số 3, như thế nào với tập hợp U? Số 3 thuộc tập hợp U. Các em ghi 3 thuộc U. Số 5 có chia hết cho 3 không? Các em, số 5 không chia hết cho 3. Do đó chúng ta ghi 5 không thuộc U. Số 6 có chia hết cho 3 không? 6 chia 3 bằng 2. Do đó 6 chia hết cho 3. Vậy 6 như thế nào với U? 6 thuộc U. Số 0. Số 0 nó chia hết cho mọi số tự nhiên. Do đó số 0 chắc chắn sẽ chia hết cho 3. 0 chia 3 bằng 0. Do đó số 0 thuộc U. Số 7 có chia hết cho 3 không? Số 7 không chia hết cho 3. Do đó 7 không thuộc U. Các em làm 1.3. Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau. A. Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7. Viết tập hợp bằng cách liệt kê. Rất là đơn giản phải không các em? Tập hợp K bằng dấu ngoặc nhọn các số tự nhiên nhỏ hơn 7. Đó là các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thứ tự liệt kê có thể tùy ý. Mỗi phần tử các em chỉ được viết một lần. Các em nên tập ghi dấu ngoặc nhọn bởi vì một số bạn có thể gặp khó khăn khi ghi cái dấu này. Câu B. Tập hợp D tên các tháng dương lịch có 30 ngày. Cô sẽ hướng dẫn các em một mẹo tính tháng theo cách nắm bàn tay. Đầu tiên các em hãy nắm hai bàn tay lại và úp xuống cạnh nhau. Bây giờ hãy đếm các khớp lần lượt từ trái qua phải theo thứ tự từ 1 đến 12, tương đương với 12 tháng. Khớp nhô lên đầu tiên bên trái là tháng 1, lõm xuống là tháng 2. Cứ như thế cho hết các khớp trên bàn tay, bỏ qua khớp các ngón cái. Sau khi đếm xong thì tháng nào nhô lên, tháng đó sẽ là có 31 ngày, và ngược lại, tháng nào nằm dưới kẽ tay thì tháng đó có 30 ngày. Riêng tháng 2 của tất cả các năm có 28 hoặc 29 ngày. Tháng 2 có 29 ngày khi nào? Tháng 2 có 29 ngày đối với năm nhuận. Năm nhuận thì 4 năm mới có một lần. Các em muốn tìm hiểu thêm thì các em tra Google. Cái gì không biết thì hỏi bác Google. Kiến thức này cũng rất là thú vị phải không các em? Các em quan sát hình vẽ các khớp nhô lên đó là ở các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Thì những tháng này có 31 ngày. Các khớp lõm xuống ở các tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 thì những tháng này có 30 ngày. Riêng tháng 2 ở các năm thì có 28 hoặc 29 ngày và nó có 29 ngày vào năm nhuận. Câu B. Các em ghi D bằng ngoặc nhọn. Các tháng dương lịch có 30 ngày đó là tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11. Các em ghi tháng 4, tháng 6, tháng 9. Và tháng 11. Câu C. Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ Điện Biên Phủ. Câu C.
Các em ghi M bằng. Đầu tiên đó là chữ D. Chữ Y. Chữ E. Chữ N. Chữ B. Chữ Y. Chữ Y các em viết rồi, các em không cần phải viết lại nhé. Chữ E các em cũng viết rồi. Chữ N các em cũng viết rồi. Chữ P. Chữ H. Và chữ U. Vậy là chúng ta đã viết xong tập M, các chữ cái trong từ Điện Biên Phủ. Đó là các chữ D, chữ I, chữ E, chữ N, chữ B, chữ P, chữ H, chữ U. Bài 1.4. Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Chúng ta viết A bằng những số x thuộc tập hợp các số tự nhiên sao cho x nhỏ hơn 10. Ở đây chúng ta viết tập hợp A bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng. X là các phần tử đại diện cho tập hợp A. Các phần tử này thuộc các số tự nhiên sao cho chúng nhỏ hơn 10. Đó là các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nếu chúng ta liệt kê ra. Bài 1.5. Hệ mặt trời gồm có mặt trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh mặt trời gọi là các hành tinh. Đó là thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và hải vương tinh. Gọi S là tập các hành tinh của hệ mặt trời. Hãy viết tập S bằng cách liệt kê các phần tử của S. Đây là mặt trời và các thiên thể quay quanh mặt trời gọi là các hành tinh. Có tất cả là 8 thiên thể quay quanh mặt trời. Các em ghi tập hợp S bằng các hành tinh của hệ mặt trời thì có 8 hành tinh. Đó là thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh mộc tinh thổ tinh thiên vương tinh hải vương tinh. Ở đây do dài quá nên cô xuống dòng nhé. Các em. Các em đọc phần em có biết. Nhà toán học căng to. Con người biết đến toán học từ hàng nghìn năm trước công nguyên, nhưng mãi đến cuối thế kỷ 19, lý thuyết tập hợp mới được phát triển. Nhờ các nghiên cứu của nhà toán học Cang To, người Đức, từ đó lý thuyết tập hợp đã nhanh chóng trở thành nền tảng của toán học hiện đại. Tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn. Tập hợp hữu hạn thì chúng ta có thể tính được số phần tử của tập hợp đó.
Còn tập hợp vô hạn thì chúng ta không thể tính được số phần tử của tập hợp. Ta thấy tập hợp x bằng xy thì ở đây chúng ta tính được tập hợp x có hai phần tử. Tập hợp y bằng 1, 2, 3, chấm phẩy, chấm 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 cho đến 50. Có 50 phần tử, từ 1 đến 50 có 50 phần tử. X và y là những tập hợp có một số hữu hạn phần tử. Ta gọi chúng là những tập hữu hạn. Khác với tập xy, tập hợp có vô số phần tử là tập vô hạn. Ví dụ như tập hợp các số tự nhiên. Tập n là tập vô hạn. Giao của hai tập hợp. Gọi C là tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập A và B. Đây, tập A người ta ký hiệu màu vàng và tập B người ta ký hiệu màu xanh. Thì tập hợp C đây chính là giao của hai tập hợp A và B. Các phần tử ở trong này sẽ là các phần tử chung của hai tập hợp. Ký hiệu C bằng A giao B. Giao là chữ U ngược. Tập hợp C bằng tập hợp A giao tập hợp B. Ví dụ cô có tập hợp A bằng 1, 2, 5, 7, tập hợp B bằng 8, 7, 5, thì giao của hai tập hợp A và B là tập hợp nào? Các em quan sát thấy tập hợp A và tập hợp B có các phần tử chung đó là 5 và 7. Do đó, A giao B là tập hợp gồm hai phần tử 5 và 7. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Sau khi học toán cùng cô Hiền, các bạn thấy rất dễ hiểu đúng không? Nếu thấy dễ hiểu, hãy cho cô Hiền một like, một subscribe, ấn vào nút đăng ký và ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ cô Hiền. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn ở các clip sau.